À, mình ghét ghê thiệt cái chứ. Cái keyboard này nó cũng không ngon lắm. Ok. Đây hết nè. Ồ, má nó cam kinh khủng thiệt. Ô bài trưởng. Ok. Ok. Có nhiều. Mình đã bị chết bởi nhiều pha người quá rồi. Hết đây là bọ cam. Rồi hết đây. Ô, what? Ô, cái game này nó lạ thiệt cái chứ. Oh, fucking hell, mình bấm nhiều nút. Cũng tụt phèo hết rồi này. Ồ, má nó cam kinh khủng thiệt. Ô bả chữ bọn này cam kinh khủng thiệt. Không, nó vô hội đồng kinh khủng thiệt chứ. À, nó gớm luôn. Má nó spam kinh khủng thiệt hết chứ. Không biết tốn đạn là gì luôn. Oh, what? Oh my. Má chết nhiều pha kêu ngu người quá. Nhảy nè con. Rồi đây. What? Ok. Xuống đây nè, nạp đạn chậm. Lò lò ra. À, có súng đạn đạn chậm dễ sợ chứ. Thiệt cái chứ.
À nó ở hết trên đây. Đây, đây nè. Cho thử nghiệm luôn. Má shotgun bolo. Được rồi. Nó hết chịu nổi rồi. À, thật cái Wii này nó hình như nó lợi dụng nhiều á. Đã lùi. Thực tiếc là nó lùi không đúng lúc. Ủa melee rank bị giảm rồi hay sao vậy? Không có cảm giác như melee rank bị giảm á. Chạy mình mới bắt đầu chạy thôi là cũng bị chết đảo thì cái chứ tin nhìn nhìn cái tên ô mẹ ơi what the fuck game à mẹ bực mình cái tim trời ô má nó cam gớm dễ sợ mà không có đường chạy thì cái chứ tim nó cam quá nhiều đây đó à, đúng rồi nó cần lại vậy đấy cu ơi không chưa những trường hợp ngu người như thế này đúng rồi ra hết đây cách carry tìm ngủ đây à, súng nó bị sway quá. Ghét cái bọn này. Má mẹ ơi đồm ơ thứ nhất có thằng ở trên đó.
Cái này mình nên làm tốt hơn á. Rồi, thử sáu con khác. Đây những thành phần ngu người. Ôi giời. Để sao vậy cô? Drop shot. Không có gì bất là bất ngờ. Đây là shot anh lên bọn này thì được á. Fucking hell. Mày còn không nhảy được khúc đó không chi mày muốn giết tôi. Bạn campers. Ổn rồi. Đây. Rất giỏi nhưng rất tiếc. Rất giỏi nhưng rất tiếc. Ồ ồ ồ. Spam súng lục nè con. Trời má. Cái gì? Tại những thanh niên ngu ngơ không à? Xài gà. Xài gà nè con. Ba cô. What? Cam. Cảm đó hồi nguy hiểm rồi đó. Mà phải nhịp tới đó. Ô tây. Được rồi. Chỉ cấp BNV thôi mà. Họ còn không hình được tôi. Ta nữa thì thôi chơi đừng có chơi. Shotgun. Đâu ôi má nó hành. Cái điều vui vui nhộn là nãy giờ thằng máy nó giết tôi hả? Không phải. Hai đứa. Ờ.
đi cu. Hù 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 người ta hả mày? Còn lâu lắm. Chết luôn. Giết được thằng nào? Kevin Sonic kìa con. Một. Drop này con, drop này con. Cái đây hết đi. Giữ lại. Ô. Trời, đó là ước mơ của tôi đi. Như là xác chết đấy. Tên đó hình như là bỏ cuộc rồi. Đã bị rết quá nhiều rồi. Shotgun quá nhiều rồi. Nó hết chừng nữa rồi. Bye bye cu. Còn lâu lắm cu. Bye bye cu. Em có thể chạy bất cứ ở đâu đâu. Còn giết được như thường thôi. Đúng rồi nha. Ô bãi trưởng. Ba cô, em chạy đây. Bye bye. Mày nghĩ sao vậy mày? Solo của bố đây. Đây, ra đây, ra đây. Tao solo cùng Bolero luôn nè. Đó đây. Ráng, ráng đi lén rồi cũng không đi kịp. Ốm ghê á. Giờ chắc nó hết chợ rồi rồi á. Tìm nếu có cơ hội. Ủa đâu hết rồi. Nhẹ nhàng thôi. Con mới dính rồi. Trời ơi, vờ lờ ra. Cũng đã dính rồi. Ừ. Ok, có lý. Bây giờ bọn này đi đâu hết rồi á. Headshot. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, quá nào mày.
Ơi nhớ ổng có số bọt. Dạ, lo nhắm về tôi. Ướng ghê mấy cái thằng. Ơi nhớ có chút đẹp số bọt rồi. Ủa nó không thấy tôi thiệt á hả? Ờ bye bye cậu. Tôi không đánh chứ mày. Tôi không đánh chứ mày má chứ. Ơ bờ lờ thì thằng đó nó còn sống được cái chứ. Quá trưởng nè. A choice, baby. Chết đi. Chết chết lầu 3. Ok, em đi lên lầu 3 luôn. Ngại gì đám đông? Đây cam nè con. Trời kêu, ok. Khá là hợp lý. Đừng spawn lên thằng nào đó mà nó chuẩn bị chết bởi cây shotgun. Là nó bắn xuyên được luôn đấy. Quá chứ. Mấy thằng mới sống ở chơi ngon gì. Nãy giờ mình chạy không kiếm được đứa nào hết á. Kia kìa. Ít nhất 100 kill rồi. Ôi, cho nó cắt. Ít nhất nó cũng có lợi. Để thời gian lên chút.
Ê, 105. Ngon quá.